lực lượng chức năng ráo riết truy tìm nghi can sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Bình Dương. Hai thanh niên dùng dao khống chế người đi đường cướp tài sản. Chạy sang can ngăn hàng xóm cự cãi, cặp vợ chồng bị chủ nhà giết hại rồi thiêu sống dã man. Gã đàn ông dùng dao cắt cổ xe ôm, cướp gần 500.000 đồng. Sát hại người tình rồi cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu. Học theo YouTube chế tạo pháo, 4 học sinh rơi vào tình trạng nguy kịch vì thuốc pháo phát nổ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với VinNews. Kênh YouTube của chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khắp cả nước. Vừa rồi là những tin tức sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng chức năng ráo riết truy tìm nghi can sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Bình Dương. Theo đó, người cần truy tìm là Phùng Quốc Thống, sinh năm 1973, quê thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, tạm trú phường Phú Chánh, thị xã Tân Nguyên, Bình Dương, để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nạn nhân là chị Phan Thị Kiều Nương, sinh năm 1976, quê An Giang. Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, trước thời điểm chị Nương bị sát hại, Thống có ở chung phòng trọ cùng chị Nương. Khi người dân phát hiện chị Nương tử vong thì Thống đã bỏ đi đâu không rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin Phùng Quốc Thống ở đâu, đề nghị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ 615 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, hoặc điện thoại 0946 178 239 gặp điều tra viên Hồ Long An để phối hợp giải quyết. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Hai thanh niên dùng dao khống chế người đi đường cướp tài sản. Qua trình báo của bà Đỗ Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1983, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán. Ngày 22 tháng 12, bà bị hai thanh niên chặn xe, dùng dao khống chế cướp đi một xe máy, hai lắc tay bằng vàng, hai điện thoại di động và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 55 triệu đồng. Đội cảnh sát hình sự công an huyện Định Quán đã phối hợp với lực lượng công an các xã Phú Túc, Phú Cương, Túc Trưng tiến hành xác minh, truy bắt nghi phạm. Ngay sau đó, công an đã bắt giữ Hải và Tài, thu giữ một xe máy mang biển số 60Z78392 dùng gây án và một xe máy của bà Ngọc Thảo. Làm việc với công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Khi thấy bà Thảo đi đường một mình, Tài lao ra chặn đầu xe, kẹp cổ bà Thảo. Hải rút dao đe dọa khống chế lục túi quần, lấy số tiền 1,14 triệu đồng. Hai lắc tay bằng vàng, rồi lái xe bà Thảo tẩu thoát. Đến khu vực phường Điều Vắng, cả hai mở cốp xe bà Thảo lấy đi hai điện thoại di động, bỏ lại xe nạn nhân ở đó rồi chạy về nhà. Tại đây, cả hai chia đôi số tiền mặt cướp được. Đến sáng hôm sau, Hải chở Tài ra tiệm vàng bán hai lắc tay được 15,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Chị sang can ngăn hàng xóm cự cãi, cặp vợ chồng bị chủ nhà giết hại rồi thiêu sống dã man. Khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 12, công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo về việc tại nhà Nguyễn Thế Điểm và bà Phan Tú Linh, sinh năm 1957, ở ngõ 98 Khúc Từ Dụ, thuộc tổ 10, phường Vĩnh Niệm xảy ra cháy. Sau khi nhận tin báo, giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát toàn bộ căn nhà. Phát hiện Nguyễn Thế Điểm đang nằm tại vị trí cách khu vực cổng đám cháy khoảng 5m nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển Hải Phòng. Nguyễn Thế Điểm cho biết, trong nhà còn 3 người khác là bà Phan Tú Linh, ông Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1963, và vợ là bà Hồ Tú Lan, sinh năm 1960, là hàng xóm chưa chạy ra ngoài được. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định ba thi thể bị cháy gần như toàn bộ nằm tập trung tại khu vực gian phía trong nhà Nguyễn Thế Điểm. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Nguyễn Thế Điểm khai nhận, sáng sớm ngày 8 tháng 12, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nên Điểm và bà Phan Tú Linh xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng hàng xóm là ông Nguyễn Văn Lợi và bà Hồ Tú Lan khi hai người sang can ngăn. Do bị cả ba người đánh, nên Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lợi và bà Hồ Tú Lan và bà Phan Tú Linh cho đến khi cả ba người ngã gục xuống sân. Thấy ba người nằm bất tỉnh trên sân, Điểm đã kéo vào trong nhà rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội của bản thân. Căn cứ tài liệu điều tra và khai nhận của Nguyễn Thế Điểm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Điểm về tội giết người.
tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Gã đàn ông dùng dao cắt cổ xe ôm, cướp gần 500.000 đồng. Chỉ sau 8 giờ vào cuộc truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan đã khám phá, làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 21 tháng 12 tại thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc phát hiện một tử thi là nam giới tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Trên vùng mặt tử thi có nhiều vết thương và một vết thương đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ân Thi phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ân Thi và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu, vật chứng có liên quan và tiến hành truy xét đối tượng theo dấu vết nóng. Quá trình điều tra, xác định tử thi là ông Ngô Văn Đình, sinh năm 1963 ở thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân sinh sống một mình, vợ mất, hai con ở xa. Qua xác minh không phát hiện nạn nhân có mâu thuẫn, tranh chấp với ai. Thêm vào đó, hiện trường vụ án là khu vực cánh đồng, không có dân cư, xung quanh không có camera, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều tra, khám phá vụ án. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa tội ác ra ánh sáng, sau 8 giờ tập trung xác minh, truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định bắt giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng, sinh năm 1992, là người cùng thôn với ông Đình về hành vi giết người, cướp tài sản. Qua đấu tranh, đối tượng Bùi Quyết Thắng khai nhận, chiều ngày 21 tháng 12, Thắng thuê ông Đình điều khiển xe máy rim mang biển số 89B145712, chở Thắng từ nhà đến thôn Trường Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Khi đi đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Đình nên đã sử dụng dao mang theo từ trước, chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ, vùng tay của ông Đình rồi chiếm đoạt số tiền 488.000 đồng trong túi quần nạn nhân. Hậu quả khiến ông Đình tử vong. Sau khi gây án, Thắng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Được biết, đối tượng Bùi Quyết Thắng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Sát hại người tình rồi cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu. Cụ thể, vào chiều ngày 25 tháng 12, người dân tại ngõ 169 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân thấy một căn nhà trong ngõ có tiếng người kêu cứu. Khi đến nơi, mọi người phát hiện trong ngôi nhà nhỏ có hai người, gồm một nam, một nữ. Người phụ nữ bị trọng thương, người đàn ông trong tình trạng không làm chủ được bản thân. Sau đó, người đàn ông này đã cùng với hàng xóm đưa người phụ nữ bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. Tuy nhiên, khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định đã tử vong. Trên ngực có một vết thương do hung khí gây ra. Khi được hỏi, người đàn ông tự xưng là chồng của nạn nhân cho biết. Trước đó, vợ mình và người hàng xóm xảy ra xô xát. Sau đó, nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ bệnh viện tiếp tục gặng hỏi thêm thì bất ngờ người đàn ông này bỏ chạy khỏi bệnh viện. Nhận được tin báo về sự việc, Công an quận Lê Chân đã khẩn trương có mặt, tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân xác định người tử vong là chị Bùi Thị Mỹ Hương, sinh năm 1990, trú tại số 39-169 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa. Còn người đàn ông tự xưng là chồng nạn nhân là Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1978, trú tại đường Thiên Lôi, cùng quận Lê Chân. Hai người đang sống với nhau như vợ chồng trong căn nhà trọ, nơi xảy ra án mạng. Sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện Việt Tiệp, Đoàn Tuấn Anh đã về nhà riêng ở đường Thiên Lôi và uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, chị Hương đã có chồng nhưng đang chuẩn bị ra tòa ly hôn. Chị Hương thuê căn nhà trên để ở trọ cùng con gái. Thời gian gần đây, Đoàn Tuấn Anh cũng chuyển về ở cùng. Đến chiều ngày 25 tháng 12, do ghen tuông, Đoàn Tuấn Anh đã dùng dao đâm một nhát vào ngực khiến chị Hương tử vong. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Hải Phòng điều tra, xử lý theo quy định. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Học theo YouTube chế tạo pháo, 4 học sinh rơi vào tình trạng nguy kịch vì thuốc pháo phát nổ. Liên quan đến vụ nổ khiến 4 học sinh thương vong, lãnh đạo công an huyện Krông Anna cho biết, một cháu nhỏ vừa mới tử vong khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Về nguyên nhân vụ nổ, bước đầu đã xác định được là do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng. Các cháu tự đặt thuốc nổ mua trên mạng, sau đó mang về học theo hướng dẫn trên YouTube để chế tạo pháo. Trong quá trình chế tạo, không may thuốc phát nổ, vì lãnh đạo này thông tin. Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết,
Một trong hai cháu nhỏ còn lại đang được điều trị tại đây đã được chuyển tuyến đến bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cháu còn lại cơ bản qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn bị đa chấn thương nặng, phải tiếp tục theo dõi, điều trị đặc biệt. Trước đó, báo Công an Nhân dân đã thông tin, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 25 tháng 12, tại nhà bà Ngô Thị Thu Hảo, thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Chấp, huyện Cờ Rông Anna đã bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Nghe tiếng nổ, nhiều người dân chạy lại thì phát hiện 4 cháu nhỏ gồm Ngô Mai Thảo, 12 tuổi, Ngô Đào Bình, 12 tuổi, Nguyễn Đặng Bảo An, 9 tuổi và Bùi Gia Tuấn, 11 tuổi, cùng trú tại thị trấn Buôn Chấp, bị thương, nằm dưới nền nhà. Tại hiện trường, một phần mái che trước của ngôi nhà bà Hảo bị hư hỏng. Dù đã được người dân cấp tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu Bùi Gia Tuấn đã tử vong. Ba cháu còn lại bị thương nặng, được các y bác sĩ tại bệnh viện cứu chữa. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.